tung tăng khắp miền. Xin chào quý vị và các bạn. Thưa các bạn, lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh là một danh tướng dưới thời chúa Nguyễn. Trong một lần được cử vào kinh lược xứ Đồng Nai, ông đã có công mở rộng bờ cõi phương Nam và chính thức xác lập chủ quyền của Đại Việt lên vùng đất này. Sau khi ông mất, ngôi mộ của ông được chôn cất trên Cù Lao Phố ở sông Đồng Nai, và một thời gian sau, hậu duệ của ông đã cải táng ngôi mộ trên về quê hương Lệ Thủy, Quảng Bình. Trong chương trình hôm nay, mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến thăm lăng mộ của lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh và tìm hiểu những câu chuyện lịch sử về ông. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Đây là quang cảnh ở phía trước khu lăng mộ lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Khu lăng mộ nằm cạnh mặt đường. Thấy công nhân người ta đang đổ bê tông khoảng sân phía trước. Ngay bên cạnh đường, đây là tấm bảng di tích lịch sử. Lăng mộ lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh hiện nay thuộc địa phận của xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Ở đây, cách trung tâm thị trấn Kiến Giang của huyện Lệ Thủy khoảng tầm 10 cây số về phía nam. Lối vào chính kia, nhưng bây giờ người ta đang xây dựng. Bên kia là tấm bia đá. Buổi chiều nay thấy công nhân họ vẫn đang thi công, do vậy là rất ồn. Con đường đi chính giữa kia. Chúng ta thấy là ở phía ngoài này, dẫn thẳng vào khu lăng mộ, là một khoảng đất vuông rất bằng phẳng. Trong này là cũng trồng nhiều cây cảnh, nhưng có lẽ còn khá hoang sơ bởi vì là cũng ít các công trình được xây dựng. Từ đây mà về vùng rừng núi An Mã thì cũng rất gần. Núi An Mã phía đằng này. Ở đây nó vướng cây nên là không nhìn thấy được. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào khu lăng mộ. Danh tướng Nguyễn Hữu Cảnh có tên gọi là Nguyễn Hữu Kính dưới thời chúa Nguyễn Phúc Chu. Ông là con ruột của tướng Nguyễn Hữu Giật, cũng là một vị tướng tài có công xây dựng Lũy Thầy. Nguyễn Hữu Cảnh sinh năm 1650 ở huyện Phong Lộc, nay là vùng đất Quảng Ninh, Lệ Thủy của tỉnh Quảng Bình. Vào khoảng năm 1690 đến 1691, vua Chiêm lúc bấy giờ là bà Chanh đem quân vượt biên giới quấy nhiễu phủ Diên Ninh. Chúa Nguyễn Phúc Chu đã phái Nguyễn Hữu Cảnh làm thống binh đem quân đánh dẹp, và sau đó thành lập trấn Thuận Thành, là vùng đất Ninh Thuận, Bình Thuận ngày nay. Vừa mới bình định người Chiêm xong thì một nhóm người Thanh lại nổi lên làm loạn, và sau khi đánh dẹp xong thì ông được phong làm trưởng cơ trấn thủ dinh Bình Khang. Đến năm 1698, Nguyễn Hữu Cảnh được phong làm thống suất để vào kinh lược xứ Đồng Nai. Thuyền của ông đi theo đường biển, tiến vào cửa sông Đồng Nai, ngược dòng và lên ở tại Cù Lao Phố.
Thời bấy giờ, Cù Lao Phố là một cảng thị sầm uất của miền Nam. Nguyễn Hữu Cảnh đã ổn định tình hình và quy hoạch dân cư, lập nên dinh trấn biên và dinh phiên trấn. Mỗi dinh đều đặt các chức vụ và bộ máy hành chính để cai quản. Ngoài ra, ông còn có chính sách chiêu mộ lưu dân từ khắp nơi đến ở và phục vụ công việc khẩn hoang. Từ đó, lưu dân khắp nơi tìm đến càng đông và xây dựng vùng đất Nam Bộ ngày càng trù phú. Năm 1699, người Chân Lạp quấy phá biên giới Đại Việt. Ông lại được lệnh đem quân sang để đánh dẹp. Sau khi đánh tan quân Chân Lạp, ông ra sức vỗ về dân chúng để yên ổn làm ăn và rút quân về. Giai đoạn rút quân về nước, ông ở Cồn Cây Sao mà người dân quen gọi là Cù Lao Ông Trưởng, ngày nay thuộc địa phận của thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Bắt đầu từ Cồn Cây Sao, tướng Nguyễn Hữu Cảnh bị ốm. Ông cho kéo quân về, nhưng tới Rạch Gầm thì mất. Đó là vào năm 1700. Thi hài của ông tiếp tục được quân sĩ đưa về chôn cất trên Cù Lao Phố. Và ở nơi chôn cất này, người dân đã lập một đền thờ cho đến bây giờ vẫn còn. Đi hết con đường nhỏ ở giữa, bắt đầu đến khoảng sân rộng, thì ngăn cách giữa hai phần này, đó là hai cây xoan. Ở đây chúng ta thấy quang cảnh là vẫn còn hoang sơ, cây cỏ mọc rất tốt. Cho đến hiện nay thì mới thấy có một vài công trình xây dựng được tu bổ thêm. Như bên đây, người ta đang xây dựng cái tháp chuông. Đối diện bên kia là nhà trưng bày. Chắc chắn là khoảng sân này người ta cũng sẽ cải tạo nâng cấp. Bây giờ đang trong quá trình xây dựng nên là cát đá sỏi còn để ngổn ngang. Khoảng sân ở phía trước lăng mộ của Nguyễn Hữu Cảnh cũng khá rộng. Và theo tôi ước lượng, khoảng sân này nó có dạng hình vuông. Tổng toàn bộ khuôn viên của di tích lăng mộ Nguyễn Hữu Cảnh là khoảng gần 4 hectare. Cái mảnh đất này đặt trên một địa thế rất đẹp về phong thủy. Phía sau kia là dãy núi An Mã. Còn ngược lại, ở phía trước mặt, đây là sông Kiến Giang. Phía tây tựa núi, phía đông nhìn ra sông. Thế đất này người ta gọi là đầu gối thiên sơn, chân đạp vạn thủy. Xung quanh khu khuôn viên cũng trồng nhiều cây. Đi hết khoảng sân phía trước, bắt đầu lên một cây cầu đá. Cây cầu này và những công trình từ đây vào được chế tạo bằng đá xanh. Dưới cây cầu là một hồ nước. Tôi nhìn thấy đây vết xi măng mới, có lẽ là cũng mới được cải tạo. Mà chính xác là như vậy. Thấy giàn giáo họ còn để kia. Kia có tấm bảng ghi là hồ sen. Sang bên đây xem sao. Bên này thì cũng vậy.
Đó là một hồ nước hình chữ nhật án ngữ phía trước lăng mộ. Và để đi vào lăng mộ thì chúng ta phải đi qua một cây cầu. Khác với một số nơi người ta thiết kế hồ sen có dạng hình bán nguyệt thì hồ ở đây có dạng hình vuông, chia làm hai ô thông với nhau bởi cây cầu. Đây là một cái nghi môn cũng có bốn trụ đá chia làm ba lối vào, một lối chính và hai lối phụ. Trụ đá trên đây thì không thấy có chữ gì cả, là một cái trụ trơn. Chúng ta thấy cỏ dại mọc tốt Hy vọng là công trình sau khi cải tạo nâng cấp xong thì nhìn sẽ khang trang, sạch đẹp hơn. Phía trước đây là có một cái nhà bia. Ở giữa có một tấm bia đá. Tấm bia đá ở trong nhà bia này, hai mặt đều có chữ và là những thông tin rất quan trọng trong việc xác định được mộ của Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh sau nhiều năm bị thất lạc. Tấm bia có chiều cao khoảng trên dưới 1 mét, dày khoảng 10 cm, bề rộng cũng khoảng 50 cm. Đây là một kiểu chế tác bia cuối thời nhà Nguyễn rất đặc trưng. Xung quanh cũng có các hoa lá họa tiết. Phía trên là chán bia. Bên dưới là bệ bia. Ở đây chúng ta thấy có ba hàng chữ nho. Tất nhiên chữ nho thì tôi không đọc được, nhưng mà đọc dịch qua các tài liệu ghi lại thì hàng bên phải có nội dung là người mở mang đầu tiên miền Nam, bậc khai quốc thần thượng cấp của triều Nguyễn. Ở giữa, mộ của Vĩnh An Hầu Nguyễn Hữu Kính. Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh có tên thật là Nguyễn Hữu Kính. Dòng bên trái, người cháu bốn đời của Quý Hương là quan cai quản đạo quân Hưng Nghĩa, Ngũ Đức Hầu Nguyễn Hữu Mạn, lập bia mộ vào thời Gia Long Sơ Niên. Và chính từ cái nội dung trên tấm bia này, các nhà nghiên cứu cũng như là hậu duệ của Nguyễn Hữu Cảnh đã xác định chính xác được lăng mộ của ông là ở xã Trường Thủy bây giờ. Mặt bên này nhiều chữ nho hơn, ghi là vào năm 1925, ông Nguyễn Hữu Bài, viện trưởng viện cơ mật, đại thần thái tử thái phó, mang con là Thị Dương, tôn kính phụng lập bia mộ. Ở hai bên phía trước của mộ Nguyễn Hữu Cảnh có những bản dịch nội dung ở trong tấm bia đá mà chúng ta vừa đến xem. Đây chính là khu lăng mộ chính của Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Phía trước một hương án và một bát hương bằng đá khá to. Tiếp ngay sau đó là lối vào khu mộ của ông. Phía trước khu mộ có hai linh vật cũng bằng đá luôn. Ngay trước mộ tiếp tục là một tấm bia đá ghi một hàng chữ nho. Các công trình mà xây dựng bằng đá thì thông thường qua một thời gian
nó sẽ làm cái màu bị nhạt đi. Đồng thời có một số các lớp rêu mỏng nó bám vào. Do vậy nó tạo cho công trình nét cổ kính rất đẹp. Ngôi mộ chỉ có một vòng thành bao quanh. Phía sau là bức bình phong hậu. Mộ nằm chính giữa, có hai tầng. Người có công mở cõi phương Nam, hiện nay đang yên nghỉ ở quê hương Lệ Thủy, Quảng Bình. Trời về chiều, thời tiết hôm nay rất âm u, thỉnh thoảng còn có mưa bụi. Mặc dù ở đây cũng không cách xa trung tâm lắm, nhưng mà có vẻ là ít dân ở. Phía sau khu mộ là một mỏm đồi thấp. Hiện nay thì đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh có ở rất nhiều nơi. Đặc biệt, tên tuổi của ông được đặt cho khá nhiều con đường ở các thành phố, các thị xã của Việt Nam. Một vị quan được đánh giá là có công với đất nước, có công với nhân dân. Do vậy, tên tuổi của ông sau khi mất bao nhiêu năm vẫn được nhân dân thờ cúng và kính trọng. Nói về công lao của Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh trong công việc mở rộng bờ cõi ở phương Nam, thì lúc bấy giờ ông mở rộng bằng biện pháp hòa bình chứ không phải là bằng con đường binh đao. Chính vì lẽ đó nên là ông đã thu được nhiều nhân tâm. Người dân là rất kính phục. Cũng có nhiều vị quan của các triều đại trong quá trình mở rộng bờ cõi thì thông thường sẽ dùng biện pháp quân sự. Nhưng mà với Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh thì là trường hợp hiếm hoi. Ông vẫn đạt được mục đích là mở mang bờ cõi nhưng mà không gây đổ máu. Đó mới là điều đặc biệt nhất ở con người của Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Như vậy là chúng ta đã vừa đến thăm lăng mộ của Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, người có công khai phá vùng đất phương Nam, đặc biệt là vùng đất Đồng Nai. Cho đến hiện nay thì khu mộ của ông đã được xếp hạng là di tích cấp quốc gia. Và bây giờ một số hạng mục cũng đang được tôn tạo để xứng tầm với di tích cấp quốc gia. Bây giờ tôi cũng xin dừng video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt.